là biết mẹ đang ở trên đoạn này ấy. Chắc chỉ kể chuyện thôi. Nhưng không kể như thế này, kể là mẹ lại vào nhà đưa để chứ không phải đấy. Kể ý là chỉ kể là tất cả cái tên hay là bà nhầm không mẹ. Thế là nhầm sao được là ông chồng ông bảo là nhà con dâu nhà Hiền thì bán thuốc ở dưới cả xuống cả mức lương rồi. Thế là mình mấy năm buổi trưa mình đi quen thì nhà bé hết đóng cửa rồi. Không, hiện nay mới bảo là chắc nó quen nó chưa là nó hiền lắm. Thật ngà nó hiền lắm. Nên chả biết nói gì.